Trang, đây là anh Khoa cũng tới đây, tại vì Kim Trang và anh Khoa cũng hay lên chương trình Kim Trang Talk Show là về Trang tình yêu. Thôi sẵn làm luôn để coi xem tất cả mọi khán giả ở dưới như thế nào. Vậy anh Khoa ơi, chắc chắn hôm nay anh cũng đến với Kim Trang tình yêu. Vậy thì có những cái câu hỏi gì anh hỏi Kim Trang, Kim Trang sẽ chia sẻ cho tất cả khán giả ở dưới để chúng ta có một cái nói chuyện rất là vui vẻ cho cái khởi màu đầu tiên, đó là về trên YouTuber là Kim Trang tình yêu. Vâng, đề tài mà anh Khoa thường nghĩ đến đó là tại sao người ta nói là vẻ đẹp ngoại hình thì nó sẽ phai tàn theo thời gian, nhưng mà vẻ đẹp bên trong nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Thì hôm nay mình phân tích cái câu đó đi em. Chính xác thế. Vâng. Tại sao có những người hay nói rằng là tôi đẹp lắm mà mình nhìn không có thấy đẹp, mà có những người không cần nói cái gì cả, chỉ cần lẳng lặng nở một nụ cười dễ thương mà chúng ta lại thấy đẹp. Vâng. Đó, anh hãy phân tích cho mọi người biết. Đối với anh á, thì anh thấy rằng là vì cái tướng số nó rất là quan trọng. Rồi, cái tướng số làm sao? Tức là nếu mà em có vẻ đẹp nội tâm á, là bên trong á, nó tự động nó hiện ra, tỏa ra bên ngoài. Tại vì không có một người nào mà bên ngoài dễ thương mà thùy mị mà cái tâm nó xấu mà nó toát ra được cả. Đúng rồi. Ngoại trừ sửa sắc đẹp, sửa mũi, sửa miệng, sửa everything. Đó là lý do nếu mà mình không có sắc đẹp, thì cái tướng số, khoa học về tướng số đó, người ta đã nói rằng là người có tâm tính tốt thì khuôn mặt phúc hậu. Những như em thấy, thí dụ là những kẻ trộm cướp, giết người, xã hội đen, mình vô có nhìn mặt với mình là mình thấy liền, vô là nhìn là thấy liền là biết là họ là tà tâm, nó hiện rõ lên trên khuôn mặt. Và vice versa, tức là ngược lại, những người có tâm tốt nó hiện ra trong khuôn mặt cái phúc hậu, cái đẹp nết na đó. Thành thử khi mình nhìn vào một con người mình có cảm tình ngay lập tức đó là vì cái nội tâm, cái tâm tốt họ hiện ra. Thành thử tụi em đừng có trách tụi anh là đàn ông lại tại sao thích đàn bà đẹp. Nó có hai loại đẹp, nhiều loại đẹp lắm, nhưng mà mình cứ nói là đẹp sắc sảo là những người có thể là đẹp như nước đổ thành, nhưng mà cũng có thể là mất ngai vàng của em, mất đất nước. Tại vì gọi là dùng cái đẹp để mà mỹ nhân kế cái tâm dùng, không được tâm tốt xấu. Vâng, rồi sau này cũng lộ ra, thấy chưa? Thì trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà nói về cái đẹp, mà nếu mà nói cái đẹp tâm hồn và cái đẹp bên ngoài, thì người ta nói rằng là có câu nói rằng là cái nết đánh chết cái đẹp. Nhưng mà thời đoạn này người ta nói là cái đẹp nó đánh bẹp cái nết. Thì bây giờ mình phải dung hòa vừa nết và vừa sắc. Thì bây giờ Trang tình yêu đây, anh có những cái câu hỏi gì mà nhất là về tình yêu, trong vấn đề đôi lứa anh đang hẹn hò, hay là anh coi những tấm hình gì đẹp đó, nó có làm cho anh bị ảnh hưởng, đang cái thích cô này hay không thích cô này, tự nhiên thấy cô này gửi hình đẹp quá thế là mình quên hết không? Thời đại này á, đều một cái điều mà nó rất là khó khăn cho nam nhi tụi anh á, là như dựa theo cái vấn đề mình mới nói xong á, làm sao mình lựa được một cô mà mình biết cái tâm họ tốt. Em hiểu không? Đúng thế. Tại vì họ sửa sắc đẹp nhiều quá, cô nào cũng giống như là búp bê, đẹp ơi là đẹp, nhưng mà thà đẹp hơn là xấu. Không, nhưng mà đối với anh á, không có cái vụ là cái đẹp đến đẹp cái nết. Đối với anh á, nếu mà người đó đẹp tuyệt vời đi, tuyệt trần tuyệt vời, không cần biết là họ sửa sắc đẹp hay không, nhưng mà nếu mà không có cái tâm tốt á, thì anh cũng xin lỗi, anh cũng rút lui. Chắc chắn. Vì nếu mà người đẹp đó mà tâm xấu là chẳng thà anh ở không. Hay là kiếm một người đẹp vừa vừa để yêu trọn đời chứ mình đi chơi với một người mà okay. Tâm xấu thì... đó là những cái quan niệm. Thì bây giờ mình đi thẳng về vấn đề Trang tình yêu. Bây giờ Trang biết anh có rất là nhiều cái câu hỏi mà khán giả rất là đang tò mò ở dưới, thì anh hãy cho Trang biết rằng là cái câu hỏi về tình yêu bây giờ anh hỏi Trang điều gì, và để Trang nói ra chúng ta cùng chia sẻ.
Vâng, vấn đề anh nghĩ đến là đàn ông nào cũng muốn hỏi ý kiến đàn bà. Tại vì mình theo chủ quan của người đàn ông thì mình không hiểu tâm lý người đàn bà. Trừ khi mình là người đã từng trải và học hỏi, tham khảo, học hỏi, nghiên cứu rất là nhiều năm, nhất là về tâm lý học. Thì mình cũng mạn phép anh để anh hỏi em, em đại diện cho khối nữ. Phái nữ. Phái nữ thì em có thể có câu trả lời là làm sao người mình biết được người đàn bà đó thương mình thực sự, không phải thương vì cái túi tiền, danh vọng, quyền lực, mà thương mình vì mình là mình. Tức là Mỹ nó có câu rất là hay là love me, to know me is to love me, biết được tôi á là yêu tôi. Câu đó đối với em có nghĩa là gì? Bây giờ em trả lời anh Khoa và tất cả những người phụ nữ và nam đang nghe đài. Làm sao mà để cho người phụ nữ đó mình đang quen, mình biết rằng là người ta có thương mình thật tình hay không? Đúng rồi. Cái đó là rất là khó cho những người đàn ông. Không cần nói về tình yêu, nói về bạn bè cũng vậy. Làm sao mình biết được người ta thương mình? Cái thứ nhất là người phụ nữ đó không bao giờ đá động đến tiền mà vòi vĩnh. Không bao giờ vòi vĩnh hôm nay là em thiếu cái này, ngày mai em cần cái kia ha, hoặc là ná ná cái gì đó để cho mình mua quà. Và cái thứ hai nữa là hay than thở, hay kể ba cái câu chuyện vớ vẩn nào là em bị cái này, là em bị cái kia, dài dòng văn tự. Tại vì sao? Những cái chuyện đó đôi lúc mình cũng phải giải quyết bản thân mình. Anh cũng có cái việc riêng, nàng cũng có cái việc riêng. Anh để ý đi, người nào anh thương, anh có bao giờ anh kể lể cái khó khăn của anh không? Không, anh che. Còn người nào anh thương, anh có bao giờ mà even anh khó khăn anh cũng hỏi tiền mượn tùm lum tùm la, xài này xài kia? Không, đó là thương. Và khi mà đi với mình, nó là người đó phải biết trước và biết sau. Bước vào nhà hàng á, even mình có tiền hay không cũng không phải là kêu cho đã cái miệng, anh hiểu em nói không? Cứ kêu hầm bà lằng, kêu đủ thứ ra để mà kêu đủ món để cho anh nó đã, rồi không biết rằng là túi tiền của anh trong túi nó có cái gì. Hoặc là sau đó còn lôi thêm bạn, lôi thêm bè đến để mà giữ mặt giữ mũi, để làm gì? Là để giống như để khoe mẽ. Ta có một người là cái đó là không có thương, không có thật tình. Khoe thì đúng hơn, thử thì đúng hơn. Tại vì theo Kim Trang nghĩ rằng là Kim Trang quen với bất cứ ai trai cả cũng vậy, đi đâu ăn Kim Trang cũng phải ngó trước ngó sau, là bởi vì biết rằng là ai cũng đi làm, ai cũng có tiền cả. Một, nếu mà mình ăn thoải mái thì mình cũng phải share, share cái đồng tiền cùng với tất cả bạn bè. Hai là mình đi mình cũng phải dè chừng. Và ba là mình không có được vòi vĩnh đòi quà, giống như là tặng cái này mình phải vui chứ không phải tặng đồ hiệu mới là yêu. Thì những cái đó giống như ăn quen một cô ở Việt Nam cũng vậy, tối ngày miệng thì nói là giàu nhưng mà lúc cần ấy thì hay móc cái này, em cần cái điện thoại, em cần cái áo, em cần chai nước hoa. Cái đó là xảo ăn, là bởi vì sao? Giàu rồi tại sao phải móc ba cái vớ vẩn đó? Mấy cái vớ vẩn đó gọi là mình đang nghĩ rằng là đang không thương, đang thử câu mồi thôi. Là bởi vì mình thương, mình chỉ cần biết hỏi hôm nay ăn khỏe không, ăn cần gì không, ăn cần em giúp điều gì không. Còn những cái điều mà mình muốn á, là phải để tự động cái người đối phương thích Đúng, cho mình, đúng, đúng. tự động nói hôm nay anh cần mua cho em cái áo, hay là em cần, thì cái đó gọi là để volunteer, là tự nguyện ăn à. Đúng rồi, cái đó là cái tính của anh định nói cái vấn đề đó, em đã đọc thấy rất là đúng chỗ. Người đàn ông á, thì đối với anh á, thì anh rất thích là khi nào mình cảm kích, mình thương người đó, thực sự mình cảm kích, mình muốn tự nguyện, Tự mình nguyện, tự thưởng người nghĩa là đó. tự nguyện. Nếu mà mình thấy người đó đáng yêu quá đi, hay là trường hợp người đó không nói lên, nhưng mà mình biết đang đang trắc trở, đang khó khăn Chắc chắn vì vậy. dịch, không họ không có việc làm, họ phải ở nhà, thì cái chuyện đó nó hiện lên, mình biết được mình sẽ cố gắng mình giúp. Chắc chắn Còn vậy. nếu mà người mới quen nhau mà chưa có gặp mặt ở ngoài đời, chỉ có họ dò thấy là mình là người đàn ông đó thích mình, thế là bắt đầu có cái chuyện vòi vĩnh, thì nghĩ ra nghĩ lại thì người ta nói cô này chỉ lợi dụng anh ta Chắc thôi, chắn vậy. Tại vì không. khi mình thương một người, trước tiên mình phải biết rằng là trừ khi nào người đó là chồng của mình thì mình muốn làm gì thì mình làm, Đúng, mình đúng, chia sẻ, mình ngọt bùi. Tại vì chưa chắc đúng.
mình quen cái người này mình lấy cái người đó. Đúng tại rồi. Sao mình phải hàm người ta, tại sao mình phải sai tiền nhiều của người ta, tại sao mình phải muốn nhiều thứ của người ta. Đàn ông cũng là đàn ông, đàn bà cũng là đàn bà, thành ra mà nhất là hai người chưa có gặp nhau ngoài đời nữa, khi mà càng chưa gặp nhau ngoài đời mình càng phải coi như bạn làm cái tinh thần. Khi nào em nhớ anh em nhắn anh, chứ thời buổi bây giờ ở bên ngoài nó khem nhiều lắm, nó lừa bịp nhiều lắm, là bởi vì nó giấu mặt, xong đến lúc mình đưa tiền nó hô biến luôn anh. Họ toàn cho những cái hình ảnh đẹp lên. Và nhất là khi bạn gặp được một người đúng ý mình rồi thì giống như em nói, không được vòi, không được hỏi, ngoại trừ anh muốn thôi. Bởi vì nó theo thời gian, một năm, hai năm, một tháng, sáu tháng, sau này nếu mà anh thấy người đó, tự dưng anh sẽ tìm hiểu, em thấy người đó dễ thương, đáng để cho mình làm vợ. Và rồi anh sẽ nghĩ đến cái vật là cưới xin. Người này không phải là hoang, người này không phải là vòi vĩnh, người này không phải là lợi dụng mình. Thì lúc đó mình mới thấy cái người đàn bà đó là yêu mình thật. Vấn đề khó khăn là có nhiều người họ chơi cái đòn tâm lý. Mấy anh nói thì hay nhưng mà hành động không có. Nhưng mà như em nói, cái đó là hai người khơi chưa, mèo, khơi mèo. Chưa có gặp nhau, chưa biết có hợp với nhau hay không. Thì làm sao mà thành người yêu được, đúng không? Cho dù là chưa biết, mình cũng không có dùng cái mà gọi là chỉ có nói mà không có làm. Những cái người mà khơi mào để bắt đầu vòi tiền mình á, là bắt đầu để mà muốn một chút tiền gì về mình, là ngay từ đó bắt đầu mình nghĩ rằng người ta không có thương rồi. Tại vì sao, nếu mà có nhiều người yêu bạn thì bạn cứ tự nhiên bạn đến. Còn tôi, bạn thấy để đó, khi nào tôi cảm thấy tôi muốn thì tôi tặng. Ví dụ em thêm cái xe, tôi nghe, nhưng mà tôi để đấy. Thế là tôi thích, tôi cho thì tôi cho. Có nhiều cái bí quyết của người phụ nữ là gọi là cáo già, là họ không có xin đâu. Họ chỉ có kể nể, hôm nay mẹ ôm em ốm, ngày mai em đau, ngày kia em cần. Những cái người thương á, những cái problem đó mà kể ra là Trang thấy mình cũng chạy mất dép rồi. Đúng không? Bởi vì mình cũng có nhiều gánh nặng lắm. Đi làm về anh cũng có cái gánh nặng của anh. Đàn ông cũng có cái gánh nặng của đàn ông chứ bộ. Bởi vì đàn ông cũng cần phải có xe, cần phải có đủ thứ để lo cho cái bản thân mình. Có hai vấn đề. Bên Việt Nam á, phần đông những người đàn bà mà thiếu suy nghĩ và thiếu hiểu biết á, thì họ cứ nghĩ là anh là Việt Kiều, anh có tiền như là không đáy vậy á. Tiền không thành vấn đề. Họ đâu biết là mình càng làm nhiều tiền, mình phải trả thuế càng cao. Nhưng mà cái tiền đó họ quên rằng là nó tiền của anh, chứ không phải là tiền của em. Even anh là Việt Kiều, anh là gì, nhưng mà cái đó là tiền của anh, tương lai của anh và mọi thứ anh sử dụng nó của nếu anh. Nếu mà hai người đã là ít nhất là người tình của nhau, tình nhân hay là vợ chồng, hay là có cái sự hứa hẹn. Ok, bắt đầu lúc đó mình chia sẻ ra và đúng mình rồi. Giúp đỡ bằng khả năng của mình. Còn tất cả người đàn ông, kể cả người đàn bà, khi mà quen đến nhau mình đừng bao giờ lấy đồng tiền ra để mà mua. Tại vì người ta nói yêu mình chứ không phải là yêu tiền anh. Hôm nay mình cho đồng tiền này, ngày mai mình cho cái giỏ, ngày mai mình có cái xe, đến lúc mình không có tiền nữa là dễ không anh yêu lắm. Anh có một người bạn rất là đẹp trai mà cũng khá giả. Anh ta nói rằng là có mấy cô vòi tiền mới gặp nhau, chưa gặp ngoài đời, mới gặp trong Facebook xã hội, mạng xã hội thôi. Mà mấy cô đã vòi tiền rồi thì anh ta dùng một câu, mấy cô cứng lưỡi luôn. Anh có 5.000 người bạn, anh đang tìm hiểu mấy người đó. Mà em, mỗi người mà cứ như em nói, anh chỉ biết nói không có hành động. Anh là cũng như cái game Bachelor, tức là mình đang đi kiếm một người, nghĩa là hợp tình hợp lý, đúng không? Là hợp gu mình. Thì lại nếu mà hết 5.000 người đó mà đòi tiền như vậy, mà anh cứ theo rơi vào cái kế em là mình sạch túi, là sạch túi tiền. No money là không tiền, không tình yêu. Các bạn thân mến, nhất là các bạn nam, khi các bạn yêu một bạn nữ mà cứ thấy người ta vòi tiền hay làm đủ trò để móc mình, thì đó là những người đàn bà chưa thật tình yêu mình đâu. Là bởi vì sao? Là bởi vì họ thương cái bản thân, họ đang thử mình thôi. Mà thử mình như vậy tức là chưa yêu mình thật lòng. Thì cái câu nói của anh là làm sao
để cho mình biết người đàn bà yêu mình thật lòng, thì cái yêu mình thật lòng Trang đã nói ngay lúc đầu rồi, là không có giả vờ, đi ăn phải ngó trước có sau, không có phải là cứ động một tí lôi hết tâm tư ra để mà xin này xin kia. Bởi vì sao? Những cái sự trách nhiệm của nhau chỉ có chồng và vợ thôi, hay cùng lắm là fiancé đã chuẩn bị cưới rồi. Thành ra có những cái kiểu mà mồi chài bên ngoài đó, cả nam hay cả nữ, chúng ta cũng phải coi chừng nhau. Chúng ta có việc chúng ta say no, không cần phải ghét họ. Xong năm chúng ta cũng phải train họ, nhiều lúc nó là cái tật là của người trước, nó dạy cho người sau. Chúng mình phải say no, không chúng mình rồi chúng mình từ từ chúng mình nói rằng là ồ anh sẽ, nhưng mà khi nào em là vợ của anh, ờ anh sẽ, khi nào anh là chồng của anh, thì những cái câu đó nó không có mất mát gì cả. Đúng. Từ đó mình lại cho người ta cái cơ hội mình sát lại gần và tình cảm nó tiến lại gần nhau. Dạ thưa tất cả khán giả của Kim Trang Show, lần đầu tiên Kim Trang tình yêu nói chuyện với anh Khoa và xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại với tất cả mọi người trong kỳ tới. Nếu mọi người mà thích cái video này, hãy like và share và nhớ bấm subscribe và sẽ truyền cho mọi người. Hãy cho Kim Trang tất cả những comment gì để Kim Trang có những cái gì dễ thương, Kim Trang sẽ tiếp tục cùng chia sẻ với tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn, nhớ nhấn cái nút subscribe ở dưới nha, để kết nối với channel Kim Trang tình yêu và anh Khoa. Và Kim, anh Khoa là bạn của Trang mà là một ca sĩ, sau này Trang sẽ mời anh lên và hát những bài tình ca rất là đẹp tặng cho khán giả. Cảm ơn, hẹn gặp lại kỳ tới. Bye bye. Goodbye.